Đây là bài của bạn Chiến ha, về cái phần nội suy Lagrange. Thì trong trường hợp này các bạn nhớ cho cô, nội suy Lagrange là nội suy đa thức đúng không? Nếu như trong trường hợp mà số nốt mà là n còn 1 thì bạn sẽ thu được đa thức bậc bao nhiêu hả Chiến? Nếu mà nghe sai thì Cô là bậc thứ n chứ một À, n còn 1 nốt ha. Bậc nội suy. n chứ Thì suy ra được đa thức bậc bao nhiêu? Bậc tối đa là bao nhiêu? n À, n đa thức bậc không quá n ha, không quá có nghĩa là cao nhất là n rồi. À, này có bạn nào bảo là bị sai cái gì à, sai đề à? Như vậy ở đây là có từ 1, 2, 3 và 4 ha, như vậy tổng cộng là 4 mốc nội suy ha. Thì đa thức tối đa bậc 3 thì bạn ghi ở đây là L3. Bạn có gì? À, cách thức viết thì ban đầu là bạn sẽ viết thì cùng là x trừ đi x không, tức là trừ đi trừ một là viết ha, thì dưới này sẽ lấy trừ một mà trừ đi, ok ha. Tương tự như vậy bên này sẽ viết x trừ hai lấy hai trừ đi nhân với y tương ứng, ok. Bên này gì, viết x trừ ba nhé nào, rồi ba trừ đi trừ của trừ thành cộng, ok ha, nhân với y tương ứng là 5. Tương tự như vậy viết x trừ bốn, bốn trừ đi nhân với 4 rồi. Từ đây bạn có gì nào? 3. À, ở đây bạn rút gọn thì cô như ở phần trước cô hỏi là chỉ rút gọn ở phần gì bạn? Thì phần ở mẫu thôi. Số này số mấy nhỉ? năm vực X cộng 1, x trừ 2. À, tức là cái này trước ha. Tổng nó lộn xộn làm lộn xộn là em nên để theo trật tự nhé, làm lộn xộn như vậy rất là khó khăn. Rồi x trừ 2 trừ 3 trừ như vậy là cũng này à, chia cho 60 à, trừ 3 ha, 4 bằng 5, 3 4 5 ừ. Rồi trừ ha, rồi cụm này thì bạn có gì à, bên này nhân 1 đây, cụm này là cụm này đây, thì như vậy bên này sẽ là cộng 3 này trừ 1 này 2 3 3 rút gọn ha, trừ trừ thành cộng, ok. Cụm này sẽ là x cộng 1 trừ 2 trừ 3 lượng này ha, lượng này thì có con 4. 4 ở đây thì bạn sẽ rút gọn cái gì, bên này sẽ được dương 5 này, bên này 1 này, bên này 2 ha, rồi 2 5 ok ha. Từ đây bạn sử dụng Matica thì bạn sẽ rút gọn được luôn cái biểu thức là thành thế này. Như vậy đây là một cái đa thức bậc 3. Rồi không có gì phải bàn cãi, nhưng mà chỗ này thì cô khuyên các bạn là nên được nhé nào, ghi theo trật tự nhé. Cái này ghi theo thứ tự. Ừ. Để thầy cô dễ nhìn và các bạn cũng dễ nhìn thôi ha. Mình đỡ mất thời gian khi mình đi dò. Nhìn chúng thì nhìn ra thì vẫn thấy thôi, bởi vì dựa vào cái tự thì mình có thể biết được là ứng với nó là cùng nào, nhưng mà mất thời gian hơn đúng không. Rồi ai tiếp theo nào, xem nào. À, đa thức nội suy Lagrange có cái gì khác nhau à, với có gì khác với Newton hả em? Cách thức làm có gì khác không? Em có thể nêu một số cái điểm khác biệt giữa hai cái loại này không? Cô là bước nhảy nó khác nhau, Bước nhảy thế nào? nhảy của Lagrange nó không có đều, Không. bước nhảy của Newton Rồi, nhảy của Newton thì cần phải. nó đều nó mới làm được. À, rồi, trong phạm vi chương trình chúng ta thì chỉ học là Newton cách đều thôi ha. Còn Lagrange thì móc bất kỳ, tức là khoảng cách của nó, những cái bước nhảy á, từ x1 qua 2, từ 2 qua 3, vân vân ha. Thì nó phải sao cũng được ha, Lagrange thì sao cũng được, móc bất kỳ. Rồi còn điểm gì khác biệt nữa không hả em? Newton có Newton tiến, Newton Newton tiến thì nên áp dụng cho trường hợp nào? Newton tiến Tức là khi nào, tức là giả sử người ta cho các bạn một bài ha, yêu cầu sử dụng công thức nội suy Newton để sắp xỉ cái giá trị tại một cái điểm nào đó, thì khi nào thì em sẽ dùng Newton tiến mà khi nào thì dùng lùi, hay là dùng cái nào cũng được, nên dùng cái nào?
Đó, em không lấy luôn. À, cái đó thì mình phải tùy thuộc vào cái mốc nồi suy của mình là nó gần ở cái vị trí xuất phát x0 hay là gần ở vị trí cuối cùng là xn, được chứ nào? Nếu như mà gần với x0 thì mình sử dụng Newton đầu bảng đúng không? Còn nếu như trong trường hợp mà nó gần với xn thì bạn sử dụng Newton cuối bảng, được chứ nào? Và chúng ta thì không học Newton giữa bảng, do đó là khi mà ở giữa thì mình chọn thế nào cũng được. Rồi ở dưới này là sử dụng là cái Cô cho em hỏi ơi hỏi đi em. tại câu một của cô, ví dụ em không có sử dụng ứng dụng đó mà em chỉ ghi được tới kia thôi, em không ra được dòng cuối cùng, có được không cô? À, tức là cái câu ở cái đoạn rút gọn của bạn đúng không? Dạ đúng rồi. À, cái này được em ạ, bởi vì là cái này không yêu cầu á, cái này không yêu cầu bởi vì rút gọn cái này rất là mất thời gian đấy nhá, mất thời gian. Mà vì là bạn bạn làm bài tập về nhà có thời gian, và thứ hai nữa là bạn dùng Matika để rút gọn. Nên là rất là nhanh, bạn chỉ cần nhập biểu thức vào rồi bấm thì nó sẽ rút gọn cho bạn thôi. Thì bạn làm được thế này thì tốt hơn, nếu như trong trường hợp mà có thời gian đấy chứ nào. Mình biết thế còn có chính xác là vẫn là bậc 3 đấy nhé. Còn nếu như khi bạn đi thi và làm bài cần dừng đến đây là được rồi. Giả sử ha, nếu như trong trường hợp này mà người ta vẫn yêu cầu các bạn là tìm R3 tại điểm bằng không chẳng hạn, thì bạn cứ việc thế không vào ở đây ha, trên từ bao nhiêu đây, dưới mẫu bao nhiêu đây, bạn cứ tính cho cô tính cùng để còn lại, không cần phải rút gọn đấy nhá, thế thẳng vào trên này để tính luôn đấy nhá. Bạn cứ tính bên này một số ha, kết hợp với bên này, bên nói chung là bạn tính từng cùng để bạn còn lại thôi, được chứ nào? Đó. Thì tóm lại là không cần yêu cầu rút gọn cái cùng cuối cùng ha. Rồi cô đang nói cái gì cô quên mất rồi. Cái bài dưới này ha, cái bài dưới này thì người ta yêu cầu là sử dụng Newton, Lagrange nhá, và tính sai số. Ở đây nếu như trong trường hợp người ta yêu cầu đánh giá sai số thì sai số của Lagrange và Newton thì em sử dụng như thế nào hả em? Hai cái này thì nó như thế nào? Cô là cái la răng sẽ bé hơn bằng cái tuyệt đối của dạ Tức là em đang nói công thức sai số đúng không? dạ sai số Ừ ừ của la răng không? Bé hơn bằng b B nhân gì? 1 trừ B à? 1 B chia cho 1 trừ B không không ở hàm là sao? là cái fx đạo hàm mà fx thứ n thì đó đạo hàm fx thứ n nó phải bé hơn hoặc bằng cái tuyệt đối của từng cái chỉ đạo hàm. Rồi, tức vậy em đang đề cập đến con số m đúng không? Yeah, Vậy hả? Bẻ hơn nó bằng hả? không cái mà lớn hơn cái Lớn hơn hoặc bằng ha. Cái gì? cái bé lớn hơn bằng f đạo hàm bậc n của x Anh đây còn một chứ? n n ghi ổng sai dạ Rồi. Với x nằm ở đâu? rồi x chạy từ 1 tới n X0 được nhá, tới x không xn ha. Tức là trên cái đoạn bạn lấy bằng bằng nồi suy á. Giả sử như trong cái bảng này chẳng hạn ha, x0 của mình là con 1, xn của mình là con 5, được chưa nào? Như vậy x của mình phải thuộc trên đoạn từ 1 tới 5, được nhá. Thứ hai nữa, n cộng 1 đây là gì? N cộng 1 tức là cái bậc đạo hàm này này sẽ đúng bằng số mốc nồi suy đấy nhá. Cái này đúng bằng số mốc nồi suy nha. Như vậy trong trường hợp này mình có mấy mốc? Từ 1 2 3 4 5 có 5 mốc, được chưa nào? Đó, thì như vậy đây sẽ là đạo hàm cấp 5 nhá. Rồi lại trừ tuyệt đối. Và nếu như bạn tìm được bằng m lớn này này bằng mắc luôn thì tốt, mắc của cái cùng tuyệt đối này thì tốt, còn không thì lấy lớn hơn hẳn cũng ok rồi, được chưa nào? Thì một trong hai kiểu này thì nhìn chung là thường mình sẽ lấy lớn hơn cho nó đơn giản. Tụi bây bạn trả vào
Sau khi có cái M này rồi thì bạn ráp vào là M ha. Tức là cái biểu thức sai số á. Biểu thức sai số là gì em có nhớ không? Đơn giản. Công thức sai số là người ta fx bằng m chia n cộng 1 chia thừa, nhưng cho chỉ được đó x chữ x không thôi, x chữ x n. Rồi ok ha. Rồi, được chưa nào? Cái công thức đáo hàm cấp cao này em lấy đâu ra? Lên mạng coi. À, em mang coi ở học phần giải tích 1 ha. Rồi. Rồi, ok, bài của bạn Chiến. Cô không do những bài sau ha, cô chỉ mới xem qua thôi. Thấy cũng khá là ổn rồi nhé này. Em hỏi là cái Mathematica mình tính đạo hàm của log Nebel nó không ra hai À, số luôn. do em không biết đó, ở cái log Nepe ở trong cái Matica này nó ghi chữ log mà có thêm chữ o nhé. Lớp này này Ghi chữ LN nó ra phẩy LN. không learner là nếu như em chỉ ghi learner thế này thì chừng nào mà nó đang màu xanh có nghĩa là chưa phải là một cái hàm, chưa phải một cái lệnh ở trong này nhé, là nó chừng nào màu đen á thì nó mình trở thành lệnh nhé. Còn nếu như trong trường hợp mà em không biết thì em cứ bấm chữ learner này hay em bấm F1 đi ha, bấm F1 là nó sẽ cho ra, tức là giống như mình tìm kiếm á, cái kết quả tìm kiếm cái hàm hoặc là những cái lệnh tương ứng thì nó sẽ ra đây. Em thấy chữ log này nó xuất hiện đầu tiên luôn ha, nó giải thích này. Natural logarit tức là có nghĩa là logarit tự nhiên, tức là cái log Nepe á, đấy nhá này, cái này là log Nepe. Nếu như bạn 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 nhớ ở khi mà học á, còn nói thêm là cơ số, là cơ sở cơ số e này, cơ số e thì là cái learner của mình đó ha. Hôm nay có giải thích thêm một chút xíu được chưa nào, bạn đọc kỹ thôi, cái này không cần phải gọi là quá quá rành tiếng Anh đâu ha, cũng vẫn đọc được chứ nào, ok chưa, Dạ 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 được rồi. cứ bấm F1 ha, cái gì cũng được, cứ bấm F1. Rồi như vậy ở đây các bạn có là cách thức khai triển cái này ổn, nó nhìn qua thì có thể cái trình bày là ổn, đạo hàm cấp 5 ổn luôn ha. Cô sẽ dò văn bản của bạn nhìn chữ cũng rõ ràng cũng dễ đọc ha, có gì mình sẽ lấy bài này để đi sửa những bài khác. Có tham khảo ở đâu không hả em? Có hỏi mấy bạn Ở trên này là bị vỡ rồi. Chụp lại cái này cho các bạn ha. Rồi. Bài này ở cái câu B, câu 2 này nó khá là dài bởi vì cô yêu cầu khá là nhiều ý ha. Thì Newton tiến lui thì bạn phải tính bảng sai phân ha, từ đó khai triển theo. Công thức Newton tiến em nhớ nó có đặc điểm gì em nhỉ? cô là cái chỗ đặt hả cô? Em thấy gì được, em thấy có điểm gì em biết được về Newton tiến em cứ nói nào. Nó khác như đi tên lùi hả sao Ừ, khác khác ở chỗ nào? cô? Là đặt cái x nó là x không cộng th với lại cái n n nt nó là bằng
Y0 cộng T chia 1 dư thừa nhân cho delta Y0 T nhân T trừ 1 2 dư thừa nhân delta Y0 bình cứ tới delta Y0 mũ 4 còn cái tên lùi thì dấu cộng luôn T Rồi. nhân T cộng 1 Rồi, ok, một bên là giống như Newton tiệm thì trong cái công thức sẽ là T trừ đúng không? T rồi T trừ 1, T trừ 2 vân vân. Còn bên Newton lùi thì lại là cộng với cái là và cái thức đặt thì là một bên là đặt là dựa vào x0, một bên đặt dựa vào xn. X Rồi. Bạn cứ phân biệt như vậy để mình nhớ ha. Bây giờ ba của bạn này. Thứ nhất là người ta yêu cầu là nội suy Lagrange, thì trong trường hợp này những cái móc ở đây vẫn là móc kết đều các bạn. Thứ nhất là móc kết đều thì bạn vẫn nội suy Lagrange bình thường, thứ nhất là độ đúng công thức mình trả thôi. Như vậy thế này ở đây nắm móc thì sẽ là đa thức L tối đa là bậc 4, mình ghi là L4x đấy nhé nào. Tiếp tục là gì các bạn? Cụm đầu tiên là khuyết x trừ 1, x trừ 1 ha. Rồi dưới này 1 trừ đi và nhân với y tương ứng. Rồi. Tương tự như vậy, khuyết x trừ 2 rồi lấy 2 trừ đi nhân y tương ứng. Khuyết x trừ 3 nhân với y tương ứng ha. Dưới này là 3 trừ đi này. Dưới này là gì? Bên này là x khuyết x trừ 4 lấy 4 trừ đi và nhân với y. Tự như vậy ha. Rồi. Bạn rút gọn, cô chỉ yêu cầu là rút gọn để ngang đây thôi. Nhớ nè. Rút câu ha. Cái này yêu cầu làm này. Tức là rút gọn ở cái mẫu. Nhớ nè. Ở đây bạn nhập Matica và bạn rút thêm một lần nữa. Bạn thu được biểu thức này. Thì tốt hơn. Đấy nhá. Ok ha. Đi thi không yêu cầu nha. Đi thi không bắt phải làm việc này. Ở đây người ta bắt các bạn gì? Tính là F tại 1,125. F tại 1,125 thì bạn thấy nó sẽ gần bằng với đấy nhá nào cái đa thức nội suy tại điểm này luôn đúng không? Và như vậy bạn ráp cái số 1,125 này vào biểu thức ở trên này nếu như chưa rút gọn, hoặc là biểu thức này nếu như trường hợp đã rút gọn rồi, bạn thu được kết quả này. Cái này ổn ha các bạn. Như vậy mình chỉ việc thế số vào thì mình cho ra kết quả thôi nhá. Rồi, ok. Về cái độ chính xác của số thì cô không check nữa ha, cái biểu thức trên này là ổn rồi này. Hệ số ở đây là 24 trừ 6, 4 trừ 6 24. Ổn ha. Cái này hôm trước là mình cũng có làm một cái bài cũng có chừng này móc rồi. Con số nó cũng tương tự vậy ha. Đánh giá sai số, cái phần này cái phần các bạn quan tâm này. Đánh giá sai số thì bạn thấy rằng ở đây vì là nắm móc nội suy nên mình sẽ ráp vào công thức là gì? Delta F này. Sẽ bằng n ha, chia cho n cộng 1 cái thừa nhân với omega n cộng 1 x, tức là sẽ là x trừ đi x không của mình ở đây là 1 ha, phải x trừ 1 này nhân x trừ 2 nhân x trừ 3 nhân đến x trừ 5. Rồi, trong đó m này phải gì? M này là con số mà nó lớn hơn hoặc bằng F tuyệt đối của F đang hàm góc n cộng 1. Với x ở đây á là thuộc vào đâu các bạn? Khoảng từ x0 tới xn. không tới ít nào Như vậy ở đây là 1 tới năm 1 tới 5, được chưa nào? Thì bạn nhớ cái công thức nhé. Và việc đầu tiên là mình cần phải đi đánh giá con số m này trước, được chưa nào? Thì bây giờ bạn thấy này, n cộng 1 ở đây bằng mấy hả em? Bài này n cộng 1 bằng mấy? một bằng năm Đúng rồi. N cộng 1 chính bằng số móc nội suy ha. Cái này là bằng số móc nội suy ha. Rồi. Như vậy trong trường hợp này từ 1 tới 5 thì có 5 móc. Đấy nhá nào. Như vậy bạn sẽ đi tính đáo hàm cấp 5. Ổn nhá. Đáo hàm cấp 5 của cái biểu thức này thì bạn thấy gì? Trong này có cái log phải không? Log AX cộng B đáo hàm cấp N. Thì cái này là công thức nằm ở giải tích 1 nha các bạn, đáo hàm cấp cao thế nhá. Thì công thức của nó sẽ là ở dưới mẫu sẽ là a cộng b mũ n, ok ha. Tính tử sẽ là trừ 1 mũ n trừ 1, n trừ 1 giải thừa a mũ n, ok đúng đấy nha, công thức này đúng rồi. Thì bây giờ các bạn thấy này, khi mà khai triển cái này thì bạn sẽ sử dụng công thức gì để đưa ra được hai cụm này cộng lại với nhau? hơi tự Đúng rồi, công thức Leibniz thế nhá nào.
Công thức Leibniz thì khai triển dạng U nhân V đạo hàm của N, thì hôm trước cô đã nhắc rồi ha. Rồi. Thì như vậy bạn sẽ có là C0N này, x này không đạo hàm nhân với cái cụm thứ hai là log đạo hàm cos n, n đây là bằng 5. Nghĩa là tiếp cộng với C1 5 x đạo hàm cos 1 và cái cụm sau này đạo hàm cos 4. Nếu như đạo hàm nữa thì sẽ là x này đạo hàm cos 2, đạo hàm cos Nhân 2 không. không. Chúng ta bỏ luôn ha, chỉ có hai cụm này thôi. Đúng rồi. Như vậy từ đây mình sẽ có này là cái f đạo hàm cos 5 bằng gì? Phát triển cái này ra C05 bằng mấy hả em? Một không. Đúng rồi, 1. Còn C15 thì bằng? Năm. Bằng 5, đúng rồi ha. Như vậy x này giữ nguyên này. Cái cụm này đạo hàm cos 5 thì bạn sẽ được ráp vào công thức này này. Đó là trừ 1 mũ 4, 5 trừ 1 mũ 4, à xin lỗi, 5 trừ 1 giải thừa. 0,5 tức là đóng vai trò là con A ở đây ha. A cộng B, A là bằng 0,5. Thì sẽ là mũ 5 lên. Đúng rồi, chia cho cái này mũ 5. C1 ha, x đạo hàm cos 1 là bằng 1. Chỗ này sẽ là trừ 1 mũ 3, đúng rồi. 4 trừ đi 1 giải thừa là 3 giải thừa, 0,5 mũ 4. Ok ha, chia cho vùng này. Từ đây bạn rút gọn đi bằng được gì? Những cái chỗ mà có số thì bạn rút đi ha, và nhân vào thì còn lại trên tử sẽ là x nhân với 0,75. Bên này sẽ trở thành dấu trừ, đúng rồi, 1,875. Rồi. Đến đây chúng ta bắt đầu đi suy xét này. Như vậy cái đạo hàm cos 5 thì bằng thế này. Bây giờ sẽ đi kẹp với đẳng thức để tìm ra con số m. Bằng kẹp thế nào? Rồi, chỗ này em sử dụng công thức gì hả em? Công thức gì để em thu cái biểu thức đầu tiên ở cái trang tiếp theo này? Vì sao từ đây mình thu được dãy này nào? Chỉ tuyệt đối của A cộng B nó bé hơn bằng tuyệt đối của A cộng tuyệt đối của B. Chính xác ha, bé đẳng thức nữa nhá, cô cũng đã nói cho má rồi đấy nhá. Nào như vậy chúng ta có cái bé đẳng thức này áp dụng vào đây thì mình sẽ thu được cái tuyệt đối của đạo hàm cos 5 của f này sẽ nhọn bằng cụm thứ nhất cộng với cụm thứ hai, với x ở đây là lấy trong đoạn từ 1 tới 5 đấy nhá. Nào rồi như vậy cái biểu thức này sẽ nhọn bằng bao nhiêu, bằng thể số ha. Ở đây em thể số 1 vào hả hay sao? Em thử cái nào lớn nhất mày. Em thử x bằng 1 và x bằng 5 vào hay sao? Này hiểu, hiểu lầm, em thử từng cái luôn. Thử làm sao, thử từng cái, cách thức thử thế nào, em cứ nói cho cô nghe xem nào. Em nhập hết đó vô em con luôn. À, bấm máy tính ha, hay sao? Dạ. À, rồi, ok. Thực tế ở đây mà để mà bấm máy tính thì nó cũng cũng là một cách đấy nhá. Nói chung ở đây kẹp rất là nhiều kiểu khác nhau đấy chứ nào. Thì bạn thấy thế này này, thực chất đây là một cái biểu thức ha đấy nhá. Nào có tử, trên tử có x và dưới mở có x đấy nhá. X ở của mình thì là chạy à, trừ một tới năm đấy nhá. Nào thì bạn thực tế là nếu như mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất, bạn đi khảo sát cái ham này, khảo sát cái cụm này xem max hoặc min của nó ở đâu. Bạn hình dung thế này này, có phải là khi mà bạn khảo sát, bây giờ cô chỉ xét cái cụm này thôi ha, giả sử cô đang xét cụm này thôi, x ở đây là chạy từ trừ 1 tới 5 này, tức là có phải là giả trị nhỏ nhất lớn nhất trên đoạn không? Giả sử trong Đúng. này nó có hai cái mốc, cô giả sử với cô không tính ha, x này cái cùng cùng thứ nhất ha, cùng một ha, à, chỗ này là bao nhiêu đây, phải có con số tương ứng đấy nhá, giá trị m chẳng hạn đấy nhá. Nào bên này là bằng n chẳng hạn, giả sử trong này có cái lượng nào đó làm cho cái đạo hàm này bằng không, con số nào đây đấy nhá, có thể là nó đi xuống rồi sau đó đi lên chẳng hạn đấy nhá, hoặc là thậm chí nếu như có cái hàm nào đó là có đến hai điểm dừng nhé, là hai điểm dừng, giả sử chỗ này đi xuống tức là đạo hàm á, cái cùng thứ nhất này đem đi đạo hàm này, cùng một đạo hàm này nhé, là xét dấu đạo hàm rồi sau đó là đưa lên bổ sung thêm một hàng nữa cho nó cụ thể hơn tí. Bình thường những khảo sát như ở cấp 3 đúng không? Thì mình sẽ có này. Chỗ này là bằng 0, chỗ này bằng 0 giả sử vậy. Bên này trừ, bên này cộng chẳng hạn á.
bên này đi lên, bên này đi xuống, bên này đi lên ha. Đó. Như vậy giá trị này bao nhiêu bạn có, giá trị này sẽ có, giá trị này có và giá trị này có. Thế nào? Thì bây giờ bạn thấy này, vấn đề ở đây là chúng ta không chỉ đơn thuần là lấy cái giá trị của hàm này lấy max đâu. Không phải là lấy của C1 này max không, mà là trị tuyệt đối của C1 này lấy max đúng không? Như vậy có thể là những cái vị trí dương hoặc âm này, cái chỗ âm này là số này nhỏ nhất nha, mà nó là âm 5 chẳng hạn. Trong khi số này lớn nhất là bằng 3 thôi. Thì khi lấy trị tuyệt đối lên thì có bạn bạn có phải thấy là trị tuyệt đối của 3 thì vẫn là 3, nhưng mà trị tuyệt đối của trừ 5 thì thành dương 5. Nó sẽ trở thành lớn nhất đúng không? Như vậy lúc này min max nó có thể xin lỗi, max nó có thể, max của cái trị tuyệt đối này có thể rơi vào ha. Trị tuyệt đối của max và trị tuyệt đối của min. Đấy nhá. Nhưng mà làm kiểu này thì rất là khó, đúng nhé. Làm kiểu này rất là khó bởi vì mình phải kép cái đẳng thức và tính toán rất là nhiều. Do đó các bạn có thể thay thế bằng một cái phương pháp nó dễ hơn một tí. Đó là gì? Mình cứ kẹp lớn hơn chứ không hẳn là cần phải tìm ra là mắc luôn đấy nhá. Chỗ này em thay con một. Chỗ này thay con một ha. Tức là bạn đi lọc rồi đấy nhá, tức là bạn kiểu bạn đi kẹp bằng Lấy hàng lớn nhất trong đó. lấy lớn nhất trong này à. Dạ, ý là lấy thay từng số vô lấy cái nào lớn nhất thì chọn số đó. Em thay từ 1 tới 5 đúng không? 1, 2, 3, 4, 5 hay là bấm để cho nó chạy. 1, 2, 3, 4, 5 luôn cô. À, tức là 5, thay 5 giá trị để xét đúng không? Dạ, mỗi cái chuyện đó em thay 1 lần. Rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà như vậy á, thì vẫn có thể nó sót. Bởi vì em thấy thế này này. X ở đây đang trong trong trường hợp này là đang đi xét một cái hàm. Thế nhất là xét một cái hàm với x chạy từ 1 tới 5. Tức là trong khoảng này có bao nhiêu điểm hả em? X mà chạy thế này có bao nhiêu điểm? Có 5 điểm. Không, vô số điểm chứ em. Ủa, vô số điểm. Ừ, vô số điểm. Trường hợp nào mà nếu như mà bạn lấy là x thuộc vào cái tập hợp chỉ có 5 phân tử thôi, 1, 2, 3, 4, 5 thì cái này mình gọi là có 5 điểm này. Đấy nhá. Còn cái ngoặc vuông này nghĩa là nguyên cả đoàn luôn. Tức là cái giá trị x mà có thể rơi vào min max ở đây không hẳn là chỉ nằm ở số 1, 2, 3, 4, 5 mà nó có thể là 2,5 chẳng hạn hoặc là 3,5 chẳng hạn vẫn được. Đấy nhá. Như vậy thể giá trị như vậy là cũng chưa ổn lắm. Đấy nhá. Thì ở đây mình có một cách là tốt hơn một tí, đó là cũng phải tốt hơn đâu, mà ý là dễ làm hơn thôi. Bạn hình dung này, trên này chỉ đổi ha, dễ này chỉ đổi đấy nhá. Bây giờ nếu như ở đây là số 1 ha, số 1 chứ không phải là số trừ 1, này cũng nhìn nhầm, cũng nghĩa là trừ 1. Đây là số 1 ha. Thì bạn thấy này, có phải là nếu như phân thức thì từ càng lớn thì biểu thức càng lớn mà mẫu đấy nhá, một cái phân thức ha. Giả sử như là mẫu giống nhau ha, mẫu giống nhau dương đi ha, mà tử càng lớn, bên này 3 1 thì 3 phải lớn 1 đúng không? Trong trường hợp đương nhiên sẽ A lớn không, được chưa nào. Trường hợp thứ hai là gì? Trường hợp nếu như mà tử giống nhau, tử giống nhau như là con B ha, đều lớn không hết. Như vậy mẫu mà càng gì thì phân thức càng lớn các bạn. Mẫu càng nhỏ. Ừ đúng rồi, mẫu càng nhỏ thì phân thức càng lớn. Vậy đúng không? Như vậy vì lý do này nên mình sẽ làm như sau này. Đấy nha. Chỗ nào á, mà nằm ở dưới mẫu thì mình sẽ cho là gì? Mẫu nó càng nhỏ thì nó càng lớn, như vậy thể cái số nhỏ vào. Còn trên tử á, thì mình sẽ thể cái số lớn vào. Bạn hình dung được chưa? Như vậy ha. Như vậy cố không khẳng định rằng cái chỗ này của bạn không chính xác, có thể là thằng này vẫn rơi vào lớn nhất, nhưng mà mình đi kiểm chứng cái việc này nó khá là mất thời gian, được chưa nào. Mình không cần phải lăn tăn nhiều ở chỗ này. Bạn làm như sau cho cô, có phải là 0,5x cộng 2 mũ 5 không ở dưới mẫu ha, thì dưới mẫu này mình sẽ thể vào con số mấy, Số 1. số 1 là ổn được nhá. Trên tử thì theo em thể con số mấy? Là số 5. Số 5 đúng không? Từ nay mình thể con số 5 vào, khỏi phải suy nghĩ được nhé. Chắc chắn là kiểu như thế, kiểu cái biểu thức này nó luôn luôn nhỏ cùng này. Ở đây mình không cần phải xảy ra dấu bằng nên mình cứ kẹp thoải mái được nhé. Bên này lấy trừ đổi rồi nên là trên tử có những hằng số đấy nhá, là dưới mẫu thì vẫn là thể con số 1 vào, vẫn là đảm bảo dương, thì chắc chắn ra đây con M này sẽ luôn luôn chính xác, là sẽ lớn hơn cái trừ đổi ở bên này. Ok chứ hả? Còn nếu như trong biểu thức này mà em ráp vào thì chỗ này được rồi nha.
0,75 này nhân 5 ha. Được bao nhiêu chia cho 0,5 nhân 1 khỏi nhân ha, còn 2 tất cả mũ mũ 5. Còn với bên này trừ tuyệt đối thì 1,875 chia cho 2,5 mũ 4 ha. 0, sao sao nó vẫn nhỏ hơn con số của em là sao? Biết Số này là nhỏ hơn số của bạn là vì sao ạ? Rồi ha, 0,0864 nhất nào. Thì mình sẽ chọn cái con số này là bằng m luôn, khỏe đấy nhất nào, quá đơn giản luôn. Như vậy khi này delta s tại giá trị này ha sẽ bằng m chia cho rồi 5 nhân thừa, tức là n bằng 1 đó. Cái này chính là omega 5 của bạn ha. Như vậy thay con số này vào 0,0864 chia cho 5 giây thừa nhân với thì đổi bên này bạn thể giá trị 1,125 vào, đúng không? Cách thức của bạn làm đúng rồi đó, và cho ra đây con số tính toán này không? Đấy chứ hả? Rồi nhìn chung có thể bạn chuyển thì làm bài khá ổn đấy nhá, bạn hiểu vấn đề. Rồi ha, bài này cô cứ cho chuyện 10 điểm để mình chuyển. Dạ, cảm ơn cô. Lâm Phạm Duy, các bạn khá có hỏi chứ không, các bạn thấy ổn không, hiểu cái cách lấy của cô không? Phạm Duy ha, hỏi hỏi ha, giơ tay à, sao hả, bạn nào giơ tay? Lý Hoàng Đức, em cứ nói đi em. Dạ cô cho em hỏi như có phải là một cái dạng mà phương số thì một bài mà một cái phương trình bình thường mình cứ lấy cái ít lớn nhất mình bỏ vô mình tính là đúng không cô? Không hẳn, trong mọi trường hợp đều là cái ít lớn nhất mình tính đâu nhá. Tức là cái cùng nào mà mình thấy lớn hơn thì mình cứ thế thôi, chứ không nhất thiết là phải cùng một giá trị, ý là vậy ấy, em. Không, ý em nói cái bài bình thường mà cái bài này có phân số cô, còn nếu mà phân phải phải chuyển Rồi cô hiểu em rồi. Nếu như cái bài bình thường đúng không, cái bài bình thường mà nếu như là không, cái đó cũng không hẳn luôn. Đó, nếu như bài bình thường thì nếu như mà hàm này hoặc tăng hoặc giảm thì ok em chọn đầu cuối thường là như vậy. Giả sử như em thấy là cái hàm mà em gặp e mũi x chẳng hạn ha, nếu như mà em đã hàm cấp mấy đó là e mũi x thì rõ ràng trong trường hợp này bạn thấy cái hàm này á là hàm tăng đúng không, thì x càng lớn thì cái thang này càng lớn là chính xác rồi nhá. Như vậy x mà thuộc vào 1 tới 5 chẳng hạn thì rõ ràng em phải thể vào đây là con 5, thì thành là em mũ 5 là lấy em mơ rồi đúng không. Tuy nhiên nếu như giả sử em gặp cái hàm là đơn giản thôi là em mũ trừ x, thì lúc này thực tế cái hàm này là hàm ngược lại thì bạn phải thể cái con số mà lớn nhất ở đây ha là con 1 thôi. Như vậy ở đây sẽ là em 1 trừ 1, đúng nhỉ, thì lúc này nó mới là mắc. Như vậy tùy vào đặc điểm của hàm em ạ, em hiểu không? Dạ, cho tùy vô hàm tự chọn hả đúng không? Đúng rồi, tùy vào từng hàm mà mình sẽ chọn, chứ không cũng thể khẳng định được là luôn luôn lấy con số đầu hay con số cuối hay con số nào cả đấy nhé. Các bạn Ok luôn. Các bạn cũng đừng có lo ngại cái chỗ cái điều này quá, bởi vì là thông thường người ta ra cái hàm cũng phải mức độ vừa phải để các bạn có thể đánh giá được đấy nhá, nào hoặc không thì người ta đã cho sẵn m rồi, không phải lo nhiều đâu ha. Rồi xem kết quả hai bạn có giống nhau không ha. Một phẩy không năm, 1,0588 ha, hai bạn giống nhau này. Câu B.
Bên này đạo hàm C0. Bạn Lâm Khánh Duy có ở đấy không ạ em? Dạ có không? Bây giờ xem cái phần đánh giá sai số của hai bạn ha. Đây ra được con 3 đẹp thì à 0,75 đúng rồi ha. 3 phần 4 0,75. Như vậy chỗ này có con x rồi 15 phần 8 là 1,875 đó ha. Nhỏ hơn được bằng. Ở đây em thể con mấy vào đấy? À, em thấy con năm vô. À, thể con 5 vào cả từ cả mẫu đúng không? Dạ. Thể con 5 thì chắc chắn là nó sẽ bị sai nhiều đấy mà, bởi vì là cái mẫu mà cộng 5 vào thì để là bao nhiêu? Bên này nếu như mà cộng cộng 1 vào thì chỉ là 2,5 thôi. Bên em cộng 5 vào ha, thì nó phất lên đến 4,5 đúng không? 4,5 mũ 5. Nó lệch hơi bị nhiều. Và thực tế ở đây con 1 thì mới đúng chứ con 5 là sẽ làm cái biểu thức này nhỏ chứ không phải là lớn hơn hoặc bằng đâu ha. Về chỗ này chưa ổn này. Ở bên chỗ của bàn chiến lúc này á thì là bàn tròn trên từ con 1. Kiểu theo bàn tra thì vẫn có thể là nó ổn đấy nhá này. Nhưng cái mẫu thì ổn hơn so với bàn rất là nhiều đấy nhá. Cái mẫu này là sẽ bị lệch nhiều này. Thêm ra cái sai số nó rất là nhỏ nhưng mà cái này không hẳn là đúng đấy nhá. Rồi. Vậy này là nội suy Newton ha. Newton tiến và Newton lùi. Rồi, cô xem cái bảng sai phân của hai bạn nào. Bảng sai phân trong trường hợp này á, thì bạn thấy này là người ta cho 5 nốt. À, đây là cô B đấy ha, đây cô A này. Mình cho chạy ý này là chạy từ 0 đấy nhá. Bên này thì bạn Lâm Khánh Duy là chính xác hơn bạn Chiến này. Chỗ này mình ghi không em ạ, chạy từ 0. Có 1 2 3 4 đấy nhá nào. Như vậy chỗ này mình sẽ có gì? Không phải chỉ mấy, cái này là ghi lại từ cái bảng mà người ta cho này, đấy nhá. Ok, hai bạn giống nhau nhá. 1,28 rồi. Tính toán đúng này. Rồi, ok. Đó đổi biến đặt x bằng T rồi NT. P của x cộng 1 đúng rồi. P là theo x mà n là theo t ha. Như vậy chỗ này công thức là sẽ là y0 t1 chia thừa delta y0 đúng rồi ha. Rồi. Các bạn thể vào. Thể vào thì bạn nhớ rằng Newton tiến là lấy hệ số ở đâu hả bạn Duy nào? Dạ cô là Newton tiến là lấy hệ số ở ở không Ở không à, ít không dạ tức là lấy theo hàng ngang đúng không? dạ lấy theo hàng ngang. Rồi ok, bây giờ em nhớ cho cô này, nếu như là cùng cùng mà ứng với delta 4 ý không thì nó sẽ nhân với cái t là bao nhiêu nhớ không? Thì cùng ứng với delta 4 ý không cùng này này thứ nhất này, cùng này thì sẽ nhân với cái t tương ứng là bao nhiêu nhỉ? Em hiểu ý cô À, cô nói lại cô. không? Cái cùng mà nhân với delta mũ 4 ý không trong trường hợp công thức khai triển Newton tiến á thì nó sẽ nhân với cùng t như thế nào em nhớ không? Nhân với bao nhiêu á? T t trừ 1 rồi là t trừ mấy nữa? Alo. Thôi được rồi ha. Dạ, nghe nghe cô.
Em đã hiểu câu hỏi chưa? Em hiểu câu hỏi chưa hả? Dạ, cô lặp lại nữa cô, bên em hơi ồn. À, rồi được rồi. Cô này có hỏi là cái cụm mà ứng với delta mũ 4 y 0, được chưa nào? Delta mũ 4 y 0 thì sẽ nhân với t bao nhiêu, được nhá? Công thức thì đây rồi. Rồi thôi được rồi nào. Rồi chuyển cho xin lỗi bạn Duy cho câu hỏi nào. Em đặt x là bằng thế này đúng không? Cái h em lấy đâu ra vậy em? H này là cái gì? Alo. Duy đâu rồi hả? Nghe gì hết cô ơi. Cô mới bị áo hả? Thế sao vậy? Các bạn nghe được không? Vậy cô nói lại, cô nãy cô nó không có nghe cô. Cô vậy à? À, có thể là cô bị áo. Cô hỏi lại bạn Duy hả? Dạ. Ừ. Là cái h ở đây là em lấy ở đâu ra? Dạ, cái h là cái bước nhảy cô. Bước nhảy lấy ở đâu vậy? Dạ lấy 4 trừ 3, 3 trừ 2, 2 trừ 1, 1 trừ 0 đó cô, là bước nhảy. À, 4 trừ 3 à? 4 trừ 3 là lấy cái cột đầu tiên này đúng không? Dạ. Chắc không? Dạ chắc cô. H là bước nhảy. H là bước nhảy, nhưng mà bước nhảy là bước nhảy giữa cái gì và cái gì? Dạ. Dạ. N cộng 1 à, xn cộng 1 với xn lấy xn cộng 1 trừ cho xn. À, mà xn cộng 1 của em là bằng mấy? Dạ là 4. Đâu, đâu phải. 4 này là chỉ số mà em, y này là chỉ số 0, 1, 2, 3, 4. Còn cái x của min á, là cái bảng kìa. X của min là cái bảng dạ. Của em nè. Dạ là x bằng 5 trừ cho. Ừ, được chứ. Yeah. Các bạn này. Yeah. Như vậy 5 trừ 4, 4 trừ 3, 3 trừ 2 và 2 trừ 1 đấy nhá. Rồi chứ không phải là cái y đó nha, y là chỉ số. Rồi. Yep. Em. Như vậy đối với cái công thức Newton tiến của các bạn ha. Thì bạn sẽ đi lấy cái dòng ở trên cung này. Dòng trên này để lấy là Newton tiến, được chưa nào? Thì bây giờ bạn thấy này. Cùng thứ nhất là bạn sẽ đọc công thức luôn, như vậy sẽ là y0 ha. Cộng với t nhân với delta y0 chia 1 giây thừa, cộng với t, t trừ 1, delta bình y0 chia 2 giây thừa. T, t trừ 1, t trừ 2, 3 giây thừa ha. Delta mũ 3, cứ như vậy. Cùng cuối cùng là lần này. Rạp số vào thì bạn thu được. Thế nào? Đây là 0,9 mấy đấy ha, số đầu tiên đây này. Cộng với cái này, chia 1 giây thừa thì vẫn giữ nguyên. Còn cái này chia 2 giây thừa, tức là chia đôi, bạn được thế này, ok ha. Còn cái này chia 3 giây thừa, tức là chia cho 6. Chia 3 giây thừa, tức là bạn rút gọn thành cái đường này đúng không? 187, à, vì sao ra được 17 phần? À, tức là bạn rút gọn từ cái số này đưa về nhà phân số luôn. Và số cuối cùng, bên này. Rồi ha. Rồi, đây, bàn thì bàn thể hiện theo kiểu này này, cũng ổn thôi ha, một trong hai kiểu vẫn ok. Rồi. Tiếp, bây giờ bạn muốn tính giá trị gần đúng tại một cái điểm nào đó. Tại một điểm nào đó thì trong trường hợp này người ta yêu cầu tính tại x bằng 1,125. Như vậy sẽ tính ra t tương ứng. Rồi x bằng 1,125 ha. Thì sẽ ghi là bằng x0 cộng với th với h bằng 1 rồi. X0 ở đây bằng mấy hả em? Dạ cô, x0 là bằng 1. Ừ, đúng rồi, x0 của mình là bằng 1 ha. Như vậy ở đây mình sẽ được là 1 cộng với 1 lên t, như vậy suy ra t là bằng 1, 0,125.
Như vậy giá trị gần đúng theo công thức Newton tiến thì bạn sẽ thế tương ứng là t bằng 0,125 vào cái biểu thức chúng ta vừa tìm được ở đây ha, cho ra kết quả 1,0588 đấy nhá. Đây kết quả đây thì bạn thấy này, cái kết quả này và ở Lagrange và Newton là giống nhau. Cái này của ông Martin à? Cô không bắt tiện đúng không? Có ha. À, có thế này này, đây 1,05 đây, nó giống nhau nha các bạn, 1,05881 này, được chưa nào? Thì dưới này tính bằng Lagrange thì nó cũng cho ra kết quả tương tương như vậy, được chưa nào? Chẳng qua hai công thức này là cách thể hiện nó khác thôi đúng không? Rồi, cách xây dựng khác tí thôi nhé. Tuy nhiên là kết quả nó sẽ cho ra gần gần đúng với cái giá trị vốn sẵn của nó ha, vốn sẵn ban đầu của nó. Rồi tương tự như vậy công thức Newton lùi bạn sẽ có gì? Newton lùi thì hệ số bóc ra từ đâu nhỉ? Bạn bạn Duy nào, công thức Newton lùi bóc ra từ đâu hả em? Duy ơi. Ôi, sao hôm nay cô bị out phải mấy đứa? Có thể cô out ra mấy lần rồi? Cô mới ao rồi. Không biết bữa nay sao mà mắc cười vậy hả? Rồi, ok. Xin lỗi các bạn nha. Bây giờ cô hỏi lại này. Là cái công thức mà Newton lùi này này. Em bóc hệ số ra ở đâu vậy? Là sao cô? Công thức Newton lùi em bóc hệ số ra từ cái bảng sai phân này là bóc theo hướng nào ở đâu? Em hiểu câu hỏi không hả? Dạ cô, là em đặt là x bằng xn cộng t nhân h, rồi em suy ra được x là 5 cộng t. Rồi 5 cộng t rồi ok ha. Bạn thấy màn hình rồi đúng không? Như vậy ở đây là bạn đặt theo công thức này rồi từ đó bạn sẽ suy ra được t đấy thế nào. Và y ở đây sẽ chạy từ các bạn này đi theo cái đường chéo ở bên này như vậy từ y4 đấy thế nào, rồi là delta y3 rồi delta bình y2 cứ như vậy đi hết cái đường chéo này đấy nhá, ổn ha. Muốn tính giá trị thì bạn thể giá trị tương ứng là xn là 5 này. Bên này t này cộng với h là 1 này. Từ đây suy ra được t tương ứng. Bạn ráp vào công thức ở trên này thì bạn cho ra kết quả đấy nhá. Bên này tiến thì nó khác với lùi, đó là gì các bạn? Bên kia thì trừ thì bên này sẽ là cộng. Cộng tương ứng. Cho ra kết quả. Rồi nhìn chung thì các bạn làm bài thì tương đối ổn đấy nhá nào. Bạn Duy thì có bị cái sai số nó chưa chuẩn lắm ở cái phần còn còn ít để thể vào đấy nhá nào, nhưng mà nhìn chung thì bài cũng tương đối ổn đấy nhá, bạn cũng làm chỗ này thì xem lại ha, chỗ này xem lại chọn hệ số xem lại, nhưng mà nhìn chung là có thể là bạn thấy có biết được công thức tính đạo hàm. Đạo hàm cực cao Duy cũng tương đối. Rồi Duy bài này chỉnh điểm ha, có bị hai cái sai số một tí. Rồi bài về nhà thì chắc là cô dừng ở đây.